quay lại chụp ba chứ thằng chụp ảnh mà sợ gì. Thật à? Paparazzi. Paparazzi. Chính ra không quen cả. Tiền chẳng hậu tấu đâu, chả thấy nói gì. Đến đi, đến đi. À bữa nay. Một, hai, ba, chú. Nếu chúng nó là cảm thấy ngứa ngứa thì bắt đầu chụp. Mọi tư thế. Bạn đang làm gì đấy bạn? Em quay phim ạ. Để cô phỏng vấn cô là cảm nghĩ của bạn. Nhiều điều để nói lắm. Việt Nam ai không? Chị. Mà bắt buộc phải nói thì sao? Sao các em sẽ phải đứng đây đấy, gãy chân đấy. Vâng ạ, cô cứ nói. Thôi. Chắc là sẽ còn gặp lại nữa, bởi vì đây không phải là lần cuối cùng. Cô còn bảo câu lạc bộ cơ mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại nữa, nhiều dịp nữa. À, nhớ nhá, nhớ một câu lạc bộ. Vâng ạ. Câu lạc bộ tiếng Việt và câu lạc bộ tiếng Nhật. Là một luôn cô ạ. Cô đã có 19 thành viên. Anh em là câu lạc bộ tiếng Việt đi, còn làm chủ nhiệm được. Dạy tiếng Việt cho giáo viên Nhật và tiếng Anh tiếng Nhật. Sau gọi cô đến, thì lúc như thế cô giáo sẽ tham gia. Sẽ biết hai cô học lập. Nửa năm tiếng Việt trong tiếng Việt. Đầu tiên là kỳ thi vào năm. V5 đúng rồi. Tiếng Việt. Vinano Beton Mugo. V5. V5. Bây giờ các em có bận lắm không? Tức là việc học của các em ấy. Không ạ, toàn chơi thôi ạ. Thế thì nên bận gọi dạng này cày con game mới. Bây giờ lên level cao lắm. Thế thì nên ta sẽ buổi gì đấy để sinh hoạt hàng tuần hay hàng tháng gì đấy. Thường niên. Thường niên. Ra trường rồi. Thường niên. Ra tự sướng. Để kêu hiểu ra đấy. Khoe. Tự sướng hả? Thằng cu tự sướng. Làm sao? Mình sẽ chụp từng chụp ảnh. Chú lại chụp cả anh. Múa con đi. Nữ tính đế. Dạy mình câu lạc bộ của mình. Không, chắc vẫn dạy chứ nhỉ. Dạy ngoài này, dạy. Dạy trên này. Sẽ là cố vấn cao cấp của câu lạc bộ mình. Lớp D nhá, cố gắng duy trì thành tích. Ichiban. Ichiban. Đứng dưới lên. Gan mặt tệ. Này cho đến thời điểm cô làm chủ nhiệm là các em lúc nào cũng Ichiban. Bây giờ đến lượt cô chủ nhiệm lại phải Ichiban từ trên xuống. Thầy không? Thay vì thế thì phải lên rồi. Thì chúng ta Ichiban từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Cho hai lựa chọn. Chúng ta. Đúng rồi, đúng
nổi tiếng. Đây sẽ là Yume. Không chữ trên cũng chữ dưới. Number one, Shita. Shita no number one. Nhưng mà kết quả vừa rồi đấy là một tín hiệu tốt, nhưng mà lớp mình phong độ cũng thất thường quá. Không chữ là nhân tài lại vui lên gì á. Không biết là tiếp theo là sẽ như thế nào. Chém mưu vô. Chém mưu vô. Chính cơ. Thần đầu của lớp đê. Thần đầu của lớp đê. Cố gắng nhá, cố gắng để học kỳ này. Kỳ 2 đi học chăm chỉ, nhưng mà đừng đi học chăm chỉ nhưng mà bỏ kiểm tra nhá. Kỳ 2 đi học cả tuần kiểm tra thì nghỉ. Chán tổ. Bây giờ cô đã mới được gặp người nổi tiếng. Là cô làm quen. Bây giờ nghỉ, cô muốn làm vui không? Rồi. Có. Có thể làm lại không cô? Đúng rồi đấy. Mai nhá. Mai nhá. Mai sao đi luôn. Nhớ nhá. Ừ. Còn chờ điểm của cả các em để biết là điểm của con lớp mình thứ tự lần này được thứ mấy đấy. Anh em mình biết đây rồi, lộ đây mà nói đi. Nhớ hai bạn ý mà nữa thì cũng là mạnh à? Đây là chia điểm trung bình ai đâu. Em thấy cô giáo nhăn nhát. Quan biểu hay nhất trong ngày. Cô có thứ hai kia nào. Cái bà cho cái bà này. Cô là Kamura cười giống hơn. Chắc con ta phải nói thôi đến 3 lần. Thì nữa làm một nữa lại dừng lần nữa. Hẹn gặp lại chúng ta vào bao giờ? Hôm nay con giải quá. Cô ơi, cô giải. Mai bọn em có cô bị chặn rồi. Để kẹ. Đấy, anh đang quay. Mai lại gặp lại tiếp à? Vâng. Mai làm bữa hôm nay. Này để cô giáo là con vừa chạy đi hôm nay. Một bộ sưu tập, hiểu chưa? Bộ sưu tập Canozo. Canozo Collection. Ủa, tại sao kinh tế quốc dân thì sao không nhiều? Bộ sưu tập 2000 chữ bất đất. Dạ, do mất kẻ. Nhớ nhớ, nhớ là phải học để xong đó lập một cái, nói chung là có hội hè gì nhỉ? Nhớ gọi cô. Vâng ạ. Cô sẽ từ Mỹ, cô bày vẻ. Ok lê cả. Hàng năm cả lớp tổ chức sang bên Mỹ thăm cô. Ôi rồi, đợi. Hè nó lại sang đâu? Hè nó lại sang đâu? Cô bay về anh em mình chi tiền xe buýt từ đấy về đây chưa? Cũng chưa biết ngày cô sẽ đi, nhưng mà nếu ngày đi thì chắc là cô sẽ báo cho lớp. Đấy. Nhất định nhau, dễ hỉ. Thôi, có gì nói tiếp nào? Cuối nào thôi, giờ cũng sắp đến lúc kết thúc. Cuối vui nào cũng đến lúc nào. Thôi mọi người cố gắng nhá. Và đây là lúc cố gắng và thành công. Vỗ tay. À, bật mí cho mọi người biết nhá. Giọng của em gái của Hương rất dễ thương. Nansai desuka? Nansai. Nghiêm ạ. Cô sang nhật thì cô sang đâu? Em gái á? Cô ta có mà. Cô đừng giấu cô. Cô gọi à? Chết rồi. Máy nhà ấy. Cẩn thận là mẹ cô. Nói là chị Hương mà. Bao nhiêu? Chứ đâu? Hỏi cô chứ. Câu này được. Ô, mẹ cô vui tính kinh. Thấy cô hiền, đừng có bắt nạt cô như thế nhá. Nhưng mà hiện tại thì cô thảo nào lớp A xót xa cho cô Hương chủ nhiệm là phải rồi. Nó lắng. Bây giờ cô hiểu rồi. Shinpai shima. Học lại luôn rồi. Công nghệ thông tin. Shinpai shilai desu kudasai. Ô. Ừ, bởi vì môi trường ở bên trong ấy, môi trường... Break. Qua rồi. いちばん悪いですか？はい。一番危ない。危ないと。いい学生だい。
이치방 이 히토와? 이스 이 나라 Này. Đâu không sợ tay là người đấy là tốt. Đấy. Ôi tại mày không cầm máy à? Mày không. Sao máy của tao à? Có hai tay mà. Cô hỏi cái gì? Cô hỏi cái gì mà giơ tay đấy? Cô bảo ai người mày giơ tay. Mày giơ tay. Tao giơ rồi nhưng mà tao không biết là cô hỏi cái gì. Thế đủ rồi. Cô hỏi là đủ nhất thì. Ôi 10 phút đấy mày. Thế là mày mà. À thế thì đi đứng tao rồi. Này này xem là nào. Cô đây mà. Owarimasu. Owarimasu. Thôi mày, tao đuổi mày về. Ra đi. Sao rồi. Arigato. Sao rồi. Ôi sao cô giáo lỡ lòng bước đi bọn em. Over rồi.